thành phần của trái thần kỳ sẽ làm nhiễu loạn vị giác. Hèn chi năm đó khi hai người ăn bánh Daifuku không cảm giác được mùi vị có vấn đề. Vất vả cho hai người kia rồi, đã tìm được manh mối quan trọng vậy. Hung thủ cố tình dùng bánh ngọt để giết người. Thành phần bên trong loại bánh này, trái thần kỳ và trái dâu đều là glycoprotein. Vì vậy trong kết quả xét nghiệm máu của Lục Thi Thi đã có loại thành phần này. Mọi người đều chỉ đơn thuần cho rằng vì trước khi cô chết đã ăn phải bánh Daifuku. Tên hung thủ đã sắp xếp kế hoạch giết người tỉ mỉ như vậy. Tại sao chứ? Lúc tôi ngồi tù, mỗi ngày tôi đều suy nghĩ, có phải có một bệnh nhân nào đó tôi không chữa được, hoặc là người nhà bệnh nhân muốn trả thù tôi? Tại sao lại muốn giết tôi và Thi Thi? Vậy sắp tới anh định làm gì? Mấy hôm trước tôi có đăng một bài lên mạng. Có một học viên trong lớp dạy nấu ăn mỗi tối đã nhắn tin cho tôi, nên tôi nhờ người đó gửi thực phẩm cho tôi. Hay lắm, mong là sẽ giúp được anh. Tôi có hẹn với học viên đó ngày mai gặp mặt. Cô đã xử lý rất nhiều vụ án lớn, chắc cũng quen hết rồi, chắc chắn không qua được mắt cô. Mai cô có rảnh không? Đi chung với tôi nha. Anh là anh Tân. Đúng vậy, cô là Sunny phải không? Phải. Lần này đúng là làm phiền cô. Có gì đâu, đây là thực phổ dạy nấu ăn trong lớp học của chúng tôi. Cảm ơn cô. À, Thi Thi thường nói với tôi, ở trong lớp học có một người bạn học rất hay giúp đỡ cổ, chắc là cô rồi. Tôi nghĩ chắc cổ đang nói tới một cô gái khác. Vậy sao, cô có nhớ cô gái đó tên gì không? Hình như tên Janice. Tôi nhớ có một lần ở trong lớp học dạy nấu ăn, Janice và Thi Thi đã tâm sự với nhau. Hình như áp lực công việc rất lớn gì đó nên thường xuyên bị mất ngủ. Cổ còn không cho Thi Thi lấy thuốc dùng cho cổ nữa. Lấy thuốc? Lấy thuốc gì vậy? Chuyện lâu rồi tôi không nhớ. Giờ đi, anh muốn biết thêm á, gọi điện cho tôi phải vô làm việc rồi. Cảm ơn anh. Bye bye. Thi Thi từng nhờ tôi lấy thuốc netamin cho cổ. Tôi không suy nghĩ nhiều nên đã đưa cho cổ. Cổ nói lấy để phòng hờ. Nghĩa là bây giờ anh cũng cảm thấy là cô Janice đó đã kêu Thi Thi nhờ anh lấy thuốc giùm. Mời hai người ngồi bên này. Cảm ơn. Tôi đi rót nước cho hai người, chờ một lát nha. Cảm ơn cô. Cảm ơn. Trái thần kỳ. Hai người cũng biết trái thần kỳ sao? Trái này ở Hồng Kông hiếm lắm, không ngờ cô cũng biết trồng. Vì ba của tôi mắc bệnh tiểu đường lâu năm nên là có rất nhiều thứ không được ăn, là Janice đã nói tôi biết đó. Chelsea à, tôi không biết là cô có hình chụp chung của họ không. Tôi muốn giữ lại một tấm để làm kỷ niệm. Cũng mấy năm trời rồi, tôi phải tìm lại mới biết. Làm phiền cô. Có một học viên khác trong lớp dạy nấu ăn đã nhắn tin cho tôi. Tới rồi, số nhà 48. Cho hỏi, có ai nhà không? Xin chào. Cho hỏi, có ai nhà không? Xin chào. Có ai nhà không? Alo Chelsea. Cô tìm được tấm hình chụp chung của Janice và Thi Thi à? Cô gửi cho tôi liền nha. Cảm ơn cô. Tìm được hình rồi hả? Cô là Janice. Du Du. Cô quen biết cổ à? Cổ là bạn thân của tôi. Cô là bạn gái cũ của tôi.
tình hình sao rồi? Căn phòng dưới lầu trong nhà này là nơi khởi nguồn ngọn lửa. Chúng tôi đã tìm thấy một đống bột mì để ở dưới đất, cộng thêm rất nhiều chục đèn chiếu sáng. Tôi suy đoán có người đã lợi dụng độ nóng của đèn chiếu sáng để mà tạo ra một vụ nổ bột mì. Bột mì để không thì không sao, tại sao cộng thêm hai thứ đó thì lại phát nổ vậy? Giống như bột mì đã dễ bốc cháy, cộng thêm mấy chục đèn này vẫn luôn mở suốt, nhiệt độ có thể đạt tới 140 độ trở lên, có đủ nhiệt độ và oxy thì bột mì sẽ càng dễ bốc cháy. Bột mì để không thì không sao, tại sao cộng thêm hai thứ đó thì lại phát nổ vậy? Đây là câu hỏi về toán học. Muốn nó phát nổ cũng cần cộng thêm một nguyên tố, chính là diện tích các hạt mịn bay trên bề mặt. Cậu có thể tưởng tượng mỗi một hạt mịn trong bột mì khi bay tung tóe lên cũng giống như hột xí ngầu vậy. Trong lúc nó bay trong không trung, hạt mịn sẽ tạo ra một khối nhỏ hình lập phương tiếp xúc với không khí, nên khi các hạt mịn chồng chất lên nhau càng nhiều sẽ tạo ra mặt tiếp xúc cao gấp mấy trăm lần. Vì vậy bột mì mới mau chóng phát nổ gây ra vụ cháy. Sư phụ, anh chịu về rồi hả? Nghỉ phép xong thì về thôi, huống chi người bị hại còn là bạn tôi. Phải rồi, sắp tỉnh. Phía bác sĩ Phạm có sao không? Bác sĩ Phạm không sao hết, còn Tần Khắc Nam thì phải nằm viện theo dõi. Hung thủ đã dự tính trước dùng căn nhà để biến thành một cái lò vi sóng, vừa mở cửa đã phát nổ. Không cần có mặt ở hiện trường cũng có thể giết người. Anh thấy sao? Trần nhà bị cháy tới đen thui. Có thể tưởng tượng lúc phát nổ, quả cầu lửa đã xông thẳng lên. Còn nữa, mấy dây cháy hình chữ V như vậy, đây được gọi là hiện tượng flashover. Tin ra đây không những nổ một lần, vì trong lúc phát nổ sẽ sản sinh chân không, dẫn tới rất nhiều hạt mịn sẽ dồn vào một điểm. Đồng thì không thể bốc cháy, nhưng mà trong lúc bị cháy sẽ phát ra nguyên tử đồng, tạo thành đồng hai oxit. Nếu dùng bột than để làm chất khử, sau khi tăng nhiệt sẽ đẩy hết oxy ra bên ngoài và biến cái nút áo trở về trạng thái như ban đầu. Sếp Dương, nút áo được làm sạch rồi, là hình của anh Đào. Đích thực y như những gì sư phụ nói, bột mì tại hiện trường là bột Kevlar, thông thường được dùng để làm bánh. Với lại dòng chữ tiếng Nhật được ghi ở trên túi bột mì thuộc về nhãn hiệu bột mì được nhập khẩu từ bên Nhật. Những vật chứng khác thì sao? Xét nghiệm hết rồi, nhưng không tìm thấy nhân tay dạy đèn của hung thủ. Biết làm gì rồi chứ?